Tôi vừa phát hiện ra một tiếng khen của người Mông. Đây rồi, quá là tuyệt vời luôn. Một ông cụ đang thổi khen. Quả thật đây là một khoảnh khắc quá tuyệt vời đối với tôi. Sẽ chọn được một góc quay tốt nhất. Thật là hiếm khi quay được cái cảnh này trên cột cờ Lũng Cú các bạn ạ.